Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế trong tuần của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin quốc tế trong tuần được phát sóng lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng Minh Khoa điểm qua một số tin tức đáng chú ý sau đây. Đài Loan tan hoang sau động đất, thương vong hơn 740 người. Hàn Quốc, Tổng thống gặp đại diện phía bác sĩ đình công. Thủy chiến Biển Đen giữa Nga, Ukraine. Phương Tây dậy sóng vụ Israel bắn nhầm đoàn xe cứu trợ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 4, Đài Loan hứng một trận động đất 7,4 độ Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua xảy ra ở hòn đảo này. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan NFA cho biết, tính đến hiện tại đã có 7 người thiệt mạng và 736 người bị thương. Đài CNN đưa tin. Theo NFA, trận động đất cùng với những cơn chấn sau đó làm hư hại 125 tòa nhà trên khắp hòn đảo. Theo các quan chức địa phương, khoảng một nửa số tòa nhà bị hư hại nằm ở thành phố Hoa Liên, tâm chấn của trận động đất. NFA cũng cho biết thêm rằng ít nhất 4 du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Đài Loan sau trận động đất. Theo NFA, có 2 công dân Canada bị mắc kẹt ở hẻm núi Tarako, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Hoa Liên, và 2 công dân Đức bị mắc kẹt trên một đường hầm trên đường cao tốc Suhu, nằm trên bờ biển phía đông của hòn đảo. Ngày 2 tháng 4, vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 8 người bị thương, theo đài CNN. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin vụ tai nạn xảy ra trong quá trình sửa chữa hộp đêm Masquerada nằm dưới tầng hầm của tòa nhà 16 tầng. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 4 giờ địa phương và được kiểm soát nhiều giờ sau đó. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy đám cháy lan lên tầng 3 của tòa nhà. Văn phòng thống đốc Istanbul cho biết rằng trong 8 người bị thương, có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin TOT đưa tin các nhà chức trách đã bắt 8 người liên quan vụ cháy, bao gồm giám đốc kinh doanh của hộp đêm, kế toán, các đối tác của hộp đêm và người chịu trách nhiệm giám sát việc sửa chữa. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp người đứng đầu nhóm đại diện cho các bác sĩ thực tập và chăm chú lắng nghe quan điểm của họ về nỗ lực thúc đẩy cải cách y tế của chính phủ, theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Cụ thể, bà Kim So-yoon, người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Yoon đã gặp được anh Park Dan, người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 4 tại văn phòng Tổng thống. Trong cuộc gặp, Tổng thống Yoon đã nói với anh Park rằng ông tôn trọng quan điểm của các bác sĩ thực tập liên quan kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng nhấn mạnh điều này không ngụ ý khả năng chính phủ bắt đầu đàm phán lại với các bác sĩ về vấn đề này. Trong thông báo nội bộ gửi tới Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, anh Park cho biết cuộc gặp với Tổng thống là đáng để làm vì chúng ta có thể chuyển tải lập trường của các bác sĩ thực tập đến ông Yoon trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, anh Park cho rằng tình trạng bế tắc y tế hiện tại là do nỗ lực của phía chính phủ nhằm mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y và sẽ không có thay đổi trong lập trường của Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc rằng chính phủ nên loại bỏ hoàn toàn kế hoạch này. Sau cuộc gặp, anh Park viết trên Facebook, dịch vụ y tế của Hàn Quốc không có tương lai, nhưng không đưa ra lời giải thích thêm về cuộc gặp với Tổng thống. Theo tờ Korea Times. Thưa quý vị, những ngày qua, chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Kính mời quý vị cùng theo dõi những tình tiết nổi bật trong tuần này. Ngày 4 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Phần Lan cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh đóng cửa biên giới với Nga tới khi có chỉ thị mới. Ngoài ra, Phần Lan cũng sẽ bổ sung một số cảng biển vào danh sách cấm đi lại với Nga, nước láng giềng phía đông. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hôm 4 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan bà Mari Ratanen cho biết thời điểm hiện tại, Phần Lan không thấy bất kỳ dấu hiệu nào củng cố niềm tin rằng mở cửa biên giới với Nga là an toàn. Đây là một tình huống lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra các quyết định mới khi cần thiết, bà Rantanen nói.
phía Moscow chưa lên tiếng về quyết định trên của Helsinki. Theo Reuters, Phần Lan đóng cửa biên giới đất liền với Nga vào cuối năm ngoái nhằm hạn chế dòng người di cư từ các quốc gia như Syria và Somali vào nước này. Hồi tháng 2, Phần Lan thông báo việc đóng cửa biên giới với Nga nói trên chỉ kéo dài tới ngày 14 tháng 4. Helsinki cũng cáo buộc Moscow vũ khí hóa làn sóng di cư để gây sức ép lên Phần Lan, song phía Moscow đã bác cáo buộc này. Hồi cuối năm 2023, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Nga rất lấy làm tiếc về quyết định đóng cửa biên giới của Phần Lan. Phần Lan đưa ra quyết định quá vội vàng, thậm chí đã không tham vấn với Nga. Điều này không chỉ làm tổn hại quan hệ hai nước mà còn ảnh hưởng quyền lợi hàng chục ngàn người dân sống tại các vùng biên giới, ông Peskov nói. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố rằng hạm đội Biển Đen của Nga vừa trải qua một tháng 3 tồi tệ sau hàng loạt vụ tấn công của Kiev vào các tàu thuyền thuộc hạm đội này. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng lực lượng vũ trang nước này đã làm tê liệt 1/3 số tàu chiến của hạm đội Biển Đen kể từ đầu chiến sự. Theo tờ The Guardian, cuộc chiến giữa Moscow và Kiev trên Biển Đen không phải là diễn biến mới, mà đã bắt đầu từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Một tuần trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Hải quân Nga phong tỏa các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Khi đó, số lượng nhỏ tàu của Hải quân Ukraine đã bị áp đảo một cách vô vọng trước sức mạnh của hạm đội Biển Đen Nga, nhưng không lâu sau đó, mọi thứ đã đảo chiều. Chiến thắng đầu tiên của Ukraine là vụ đánh chìm xoáy hạm Moskva của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022 bằng hàng loạt tên lửa chống hạm. Hai tháng sau, Ukraine đã thành công giải phóng đảo Rắn, một hòn đảo nhỏ có tầm quan trọng chiến lược ở Biển Đen. Cuối mùa hè năm 2022, Kiev bắt đầu tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào trụ sở hạm đội Biển Đen và các cơ sở khác của Hải quân Nga ở bán đảo Crimea. Bước sang năm 2023, khả năng tấn công của Ukraine được bổ sung nhờ sự phát triển của hạm đội UAV cùng với các tên lửa hành trình do Anh và Pháp cung cấp. Trong năm vừa qua, Ukraine đạt được nhiều thành tựu mang tính bước ngoặt, bao gồm vụ tấn công bằng UAV tầm xa vào một tàu chiến gần cảng Novorossiysk của Nga và phá hủy một tàu ngầm và một tàu chiến của Nga ở thành phố Sevastopol, nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen. Thành quả gần đây nhất của lực lượng Ukraine là vào ngày 24 tháng 3 khi Kiev tuyên bố đã đánh chìm hai tàu hải quân, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở khác thuộc hạm đội Biển Đen tại Sevastopol. Ông Mikhail Razvoyayev, thị trưởng Sevastopol, đã xác nhận vụ tấn công, đài CNN đưa tin. Về phía Nga, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga hầu như không bình luận về thiệt hại từ các vụ tấn công của Ukraine, nhưng mà Moscow được cho là đã âm thầm đưa ra những biện pháp ứng phó với các vụ tấn công này. Bên cạnh chiến sự Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas tuần qua cũng có nhiều diễn biến mới. Mời quý vị cùng điểm lại những tình tiết nổi bật. Vụ một đoàn xe viện trợ trúng tên lửa Israel khi đang di chuyển trên con đường ven biển ở dải Gaza khiến 7 nhân viên của tổ chức cứu trợ World Central Kitchen thiệt mạng đã khiến dư luận quốc tế dậy sóng. Sau vụ bắn nhằm đoàn xe cứu trợ, một số đồng minh, đối tác phương Tây của Israel, trong đó có Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đã đồng loạt lên tiếng phản ứng về vụ việc. Hôm 3 tháng 4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thể hiện sự kinh hoàng trước việc 3 công dân Anh là nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập đại sứ Israel để truyền đạt việc Anh cực lực lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu Israel điều tra nhanh chóng và minh bạch, theo The Washington Post. Cùng ngày, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã truyền đạt tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Úc phẫn nộ trước cái chết của một nhân viên cứu trợ là công dân Úc thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sojourné nói rằng không gì có thể biện minh cho một thảm kịch như vậy và việc bảo vệ nhân viên cứu trợ là vấn đề nhân đạo và pháp lý mà mọi quốc gia đều phải tuân thủ. Israel đã xin lỗi về vụ việc và nói rằng đó là hành động vô ý. Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel vô cùng hối tiếc về vụ việc, hứa sẽ không để điều này tái diễn. Còn lực lượng phòng vệ Israel thừa nhận đây là một sai lầm khi xác định sai mục tiêu vào ban đêm trong điều kiện phức tạp trên chiến trường. Ngày 1 tháng 4, tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán Iran tại thành phố Damascus, thủ đô Syria đã bị tấn công, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao của Iran, theo tờ Tehran Times. Trong số những người thiệt mạng có tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng Quds, thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tướng Hossein Aminallah, tham mưu trưởng lực lượng Quds của IRGC ở Syria và Liban, và chuẩn tướng Haider Rahimi, cấp phó của ông Zahedi, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Đại sứ Iran tại Syria
ông Hossein Abari cáo buộc chính máy bay chiến đấu của Israel đã bắn 6 tên lửa vào tòa nhà lãnh sự. Đại sứ Abari cho biết rằng, theo thông tin sơ bộ, có 7 cá nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ông cũng chỉ trích Israel không tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đứng về phía Palestine. Đại sứ Abari cảnh báo rằng phản ứng của Iran đối với cuộc tấn công trên sẽ rất khắc nghiệt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amiradoblahian tuyên bố rằng Tehran sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc tấn công. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhắm vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus và khiến một số người vô tội thiệt mạng. Ngoại trưởng Syria, ông Faisal Maddan nói. Liên tục bản tin là những thông tin cập nhật mới nhất. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 29 tháng 3, tờ China Daily đã đăng tải những hình ảnh về con chó Phúc Tài thuộc giống chó Corgi, giống chó chân ngắn, thành viên mới của đồn cảnh sát thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang khiến cộng đồng mạng phát sốt nhờ vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Theo China Daily, con chó 6 tháng tuổi này là cảnh khuyển chân ngắn đầu tiên của Trung Quốc đang được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ cảnh sát trong việc phát hiện bom mìn. Phúc Tài gây ấn tượng với cộng đồng mạng Trung Quốc nhờ bộ lông vàng ống mượt, đôi chân ngắn, khuôn mặt bầu bỉnh, toát lên sự tinh nghịch đáng yêu. Đội trưởng đội cảnh khuyển đồn cảnh sát Duy Phương, anh Vương Nhã Nam cho biết, Phúc Tài đã tham gia huấn luyện từ lúc 2 tháng tuổi. Nó đang là cảnh khuyển dự bị và sẽ tiếp tục được đào tạo nâng cao để sẵn sàng cho những nhiệm vụ chính thức. Phúc Tài rất thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng nghe hiệu lệnh, đánh hơi và phát hiện chất nổ rất tốt, hứa hẹn sẽ là một cảnh khuyển tài năng, anh Vương nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế trong tuần. Bản tin được phát vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc quý vị ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.